Qua nguồn tin từ NBC, thì FDA vừa chấp nhận giảm cân bằng cách đặt máy bơm Aspire Access vào trong dạ dày để chống béo phì. The Food and Drug Administration vừa thông qua một thiết bị mới để làm giảm cân, bao gồm một ống đi từ bên trong dạ dày thông ra ngoài bụng. Máy bơm được gắn bên ngoài khi cần thiết có thể loại bỏ khoảng 1/3 số lượng thức ăn trong dạ dày vào bồn cầu. Thiết bị này có thể giúp giảm cân trung bình hơn 12% trọng lượng cơ thể, có thể nói là hiệu quả hơn nhiều so với thuốc hay kiêng ăn. Qua các thử nghiệm cho thấy, bệnh nhân mất trung bình khoảng 46 pound trong năm đầu tiên và thêm một vài pound cho năm thứ hai. FDA cũng cho biết thiết bị Aspire Access không nên được sử dụng cho những bệnh nhân bị bệnh rối loạn ăn uống và cũng không nên dùng trong thời gian ngắn cho những người không quá mập.